hướng dẫn tối ưu sale cho danh mục sản phẩm. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Minh Phụng, coder của ETI Solution. Và hôm nay thì trong clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tối ưu sale cho danh mục sản phẩm trên website WordPress để mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cái danh mục của bạn hơn cho nó được tối ưu sale và được index ở trên Google. Thì đầu tiên, để làm được điều này thì các bạn cần phải truy cập vào trang quản trị của website và các bạn đi đến cái phần là danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm thì các bạn có thể thêm những cái thông tin về danh mục giống như bình thường ha, điền tên, cái danh mục cha cũng như là cái phần mô tả. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình thử mình chỉnh sửa một cái danh mục đang sẵn có này. Thì cái danh mục này nó chưa được tối ưu SEO nha, cái danh mục này chưa được tối ưu SEO. Rồi thì chúng ta sẽ có là dụng cụ làm bánh nè. Rồi và cái ô mô tả ở dưới đây. Trên cái danh mục này á, thì các bạn kéo xuống dưới thì các bạn sẽ thấy thêm một cái phần nữa là phần Yoast SEO, nó đang báo là màu đỏ. Và nếu như các bạn kéo xuống và các bạn không thấy cái phần này, có nghĩa là cái website của bạn có thể chưa được cài cái plugin Yoast SEO hoặc là một cái công cụ tối ưu SEO nào đó, ví dụ như là RankMax SEO. Thì các bạn có thể liên lạc lại với lại cái bên đơn vị thiết kế web của bạn để họ có thể cài đặt cho bạn cái plugin này. Còn nếu không thì các bạn có thể liên lạc với mình thì mình cài giúp cho bạn. Còn không thì bạn có thể xem thêm một cái phần mô tả, mình có để cái đường link cái video để hướng dẫn các bạn có thể cài cái phần mềm này, thì các bạn sẽ thấy cái công cụ đo lường này. Và chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ đo lường này để chúng ta có thể là tối ưu SEO cho cái danh mục sản phẩm của mình. Thì các bạn điền cái từ khóa vào ha. Ví dụ như ở đây là chữ dụng cụ làm bánh nè. Đó, dụng cụ làm bánh. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống dưới và các bạn thấy có cái phần là phân tích SEO. Thì nó sẽ có những cái màu đỏ và những cái màu xanh. Cái nào màu xanh thì đã được tối ưu rồi, còn cái nào màu đỏ thì chúng ta sẽ cần xem và tối ưu lại. Ví dụ như là độ dài văn bản nè. Độ dài văn bản hiện tại là chưa có, cái mô tả chưa có từ nào hết và cần tối thiểu là 250 từ. Do đó thì mình sẽ bắt đầu là mình viết cái phần mô tả cho cái danh mục sản phẩm này ở đây, cũng như là cái phần mô tả ở phía đây. Đó, và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành nha. Sau khi các bạn điền đầy đủ cái nội dung cho phần mô tả ở phía trên này cũng như cái phần description ở dưới này thì cái chỗ cảnh báo về độ dài nó đã biến mất rồi ha. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta tối ưu những cái mô tả này á, thì chúng ta cần nên đưa cái từ khóa mà chúng ta tập trung vào. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ tập trung vào có những cái từ khóa trong những cái đoạn văn này nha. Các bạn phải đưa vào để Google nó hiểu được rằng là mình đang tập trung cho cái từ khóa đó. Rồi các bạn cần phải là cài cái hình thu nhỏ cho cái chuyên mục này luôn. Các bạn cài đầy đủ vào. Rồi, cài hình. Và các bạn lưu ý là cái nào mà liên quan đến cái hình ảnh á, thì các bạn nhớ điền đầy đủ những cái ô này nha. Văn bản thay thế nè, tiêu đề, chú thích, mô tả, các bạn điền đầy đủ vào. Rồi, tiếp theo á, là các bạn sẽ kiểm tra xem luôn là nó còn có cảnh báo nào không. Ví dụ như là về cái tiêu đề của cái danh mục nè, nó ghi là từ khóa đã có nhưng mà nó không nằm ở đầu tiêu đề, thì các bạn kéo lên đây, các bạn thấy cái chữ lưu trữ không, nó đang ở đầu, nó bị chiếm mất cái từ khóa rồi, thì các bạn bỏ cái chữ lưu trữ này đi. Đó, các bạn chỉnh nó dưới đây nè, chúng ta bỏ đi. Rồi, cái phần mô tả ở đây thì các bạn nhớ cũng chứa cái từ khóa là dụng cụ làm bánh luôn. Cái từ khóa nào bạn cập tập trung á thì các bạn điền đầy đủ vào. Thì khi mà các bạn tối ưu đầy đủ những cái tiêu chí thì ngay chỗ này nó đã chuyển qua màu xanh hết, thì coi như là chúng ta đã tối ưu gần như là thành công rồi. Và các bạn có thể kiểm tra thêm cái tính dễ đọc nó có báo gì nữa không. Và nếu nó là báo là màu xanh nữa rồi thì coi như là ok rồi. Thì cái tính dễ đọc đa phần nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái số lượng về câu, về chữ, cũng như là trên cái bài viết mà các bạn viết cho cái đoạn mô tả của cái danh mục này á, nó có đầy đủ những cái H2 hay không. Cái tiêu đề 2 á các bạn, cái tiêu đề 2 nè, đó, cái tiêu đề 2. Chúng ta có đầy đủ những cái tiêu đề 2 giống như thế này á,
thì khi mà Google nó đọc thì nó đọc được dễ dàng hơn. Rồi bây giờ thì khi mà tối ưu xong rồi á, cái phần này rồi, thì chúng ta sẽ cần xem thêm một cái tab nữa, đó là tab mạng xã hội. Thì cái tab này nó sẽ thể hiện cái hình ảnh minh họa khi mà chúng ta share cái chuyên mục này lên trên Facebook chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn hình ảnh này vào. Các bạn chọn hình ảnh này, ảnh này vào, và các bạn làm tương tự với lại Twitter luôn nha. Đó. Rồi. Sau khi các bạn làm xong rồi thì các bạn bấm cập nhật. Thì như vậy, clip này thì mình mới vừa hướng dẫn cho các bạn cách tối ưu SEO cho danh mục sản phẩm một cách đơn giản nhất. Và nếu như các bạn cảm thấy video này có giá trị, có ý nghĩa thì hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông cũng như là bấm vào cái nút like để ủng hộ mình nha. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp nhau ở trong những video clip tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.